tại hội trường huyện ủy, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đến dự. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Thạnh Phú tập trung quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, ý định diễn tập khu vực phòng thủ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban chỉ đạo diễn tập huyện tập trung chỉ đạo phối hợp với Ban nội dung diễn tập tỉnh và các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, xây dựng 396 văn kiện cấp huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã duy trì hoạt động qua các giai đoạn thực hiện đúng cơ chế. Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành các ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện. Thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ, có phân công giao nhiệm vụ khá rõ ràng trong tổ chức thực hiện. Về thực binh, cấp huyện tổ chức các nội dung thực binh gồm thực binh giải tán biểu tình, bạo loạn chính trị, tiêu diệt lực lượng khủng bố tại khu phố 4 thị trấn Thạnh Phú. Thực binh đề 1, đại đội bộ binh vận động tiến công địch cơ động vào khu vực phòng thủ tại ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh. Thực binh đề 1, đánh địch xâm nhập bờ biển tại ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải. Đối với cấp xã tại thị trấn Thạnh Phú, thực binh theo phương án A2, xã Quế Điền phương án A, xã Thạnh Hải phương án A3, xã An Thuận phương án A4. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Thạnh Phú cho biết, với sự nỗ lực cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành và các lực lượng, huyện Thạnh Phú đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đạt mục đích yêu cầu nội dung theo ý định diễn tập đề ra. Đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, nghị định và văn bản của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền trong xử lý các tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế địa phương. Dịp này có 10 tập thể, 35 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện với thành tích tiêu biểu trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.